Benzin acetat có mùi thơm của hoa nhài, có công thức là acetat là gì? Acetat là CH3COO. Như vậy chúng ta sẽ loại B và D. Tiếp tục. Benzin chúng ta có quy tắc là 6P 7B. BB tức là C6H5 CH2. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn câu đúng là câu C. Bởi vì sao? Khi mình quay ngược lại là CH2 C6H5. Bây giờ thì giải thích cho A. Qua chúng ta nó có tên là gốc C6H5 là phenin 6P phenin acetat. Câu B chúng ta là metin. Chúng ta có 6 carbon thì thằng này đọc là benzoate. Rồi. Câu D. Câu D chúng ta thì không có tên gọi. Thì do bởi vì chúng ta không có cách gọi tên của C6H5 CH2COO.